Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV, cập nhật những tin tức nóng hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của người dân trong tỉnh và cả nước. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Điều tra tội danh lừa đảo, hành vi rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đồng Nai khởi tố bắt giam 3 đối tượng đột nhập trộm kho hàng. Sẵn sàng cho ngày hội lớn, lan tỏa hào khí 325 năm Biên Hòa Đồng Nai. Thưa quý vị, chiều qua, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế C03 Bộ Công an cho biết, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát rút tiền qua hoạt động ngân hàng, đem đầu tư bất động sản và chuyển ra nước ngoài. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, đây là vụ án lớn với số lượng bị can, người liên quan rất nhiều. Vì vậy, cơ quan điều tra tách vụ án để điều tra trong hai giai đoạn. Hiện vụ án này đã kết thúc điều tra giai đoạn 1 về những hành vi liên quan hoạt động của ngân hàng, đã khởi tố điều tra hàng chục bị can về nhiều tội danh. Ở giai đoạn 2, Bộ Công an tập trung điều tra hai tội danh chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến trái phiếu và rửa tiền liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Điện Biên phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hủy Buốt vừa bắt giữ đối tượng Lò Phăng, sinh năm 2006, quốc tịch Lào, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, khuya ngày 26 tháng 12, lực lượng Bộ đội Biên phòng Điện Biên đã bắt quả tang Lò Phăng, tàng trữ 19 gói ni lông, bên trong chứa 4.000 viên nghi là ma túy tổng hợp, tại khu vực cột mốc 144 tuyến biên giới Việt Nam-Lào thuộc địa phận xã Mường Lói, huyện Điện Biên. Đấu tranh khai thác, đối tượng Lò Phăng khai nhận số ma túy trên được một đối tượng không rõ danh tính ở tỉnh Điện Biên gọi điện thoại đặt mua và hẹn giao dịch tại địa điểm trên. Nếu trót lọt thì Phăng sẽ nhận được gần 50 triệu đồng. Khi Lò Phăng mang ma túy đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ba đối tượng gồm Trịnh Hữu Công, sinh năm 1995, trú tỉnh Thanh Hóa, Trần Văn Trăng Sáng, sinh năm 1976, trú tỉnh Đồng Nai, và Phạm Văn Thủy, sinh năm 1974, trú tỉnh Tuyên Quang. Theo điều tra ban đầu, trước đó khoảng 3 giờ sáng, ngày 18 tháng 12, ba đối tượng này đã đột nhập vào kho hàng của anh Nguyễn Đăng Thao ở phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, lấy trộm hơn 200 kg dây cáp điện bằng kim loại đồng, với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Nhận được tin báo, Công an phường Tân Phong lập tức đã huy động lực lượng tiến hành truy xét, sàng lọc các đối tượng trên địa bàn. Qua công tác điều tra truy xét nhanh, chỉ sau hơn 1 giờ nhận được tin báo, Công an phường Tân Phong đã bắt giữ được cả 3 đối tượng khi đang lẫn trốn tại các phòng trọ trên địa bàn phường Tráng Dài và phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa. Theo cơ quan công an, các đối tượng này đều nghiện ma túy, không có việc làm ổn định, ban ngày thường tụ tập ăn nhậu, sử dụng ma túy và ban đêm giả bộ đi nhặt ve chai, lợi dụng nhà dân sơ hở có tài sản giá trị, sử dụng kìm cộng lực phá khóa rồi đột nhập vào bên trong để trộm cắp tài sản. Hôm qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Phước đã lập hồ sơ xử lý một vụ vận chuyển hơn 1 tấn heo bệnh vừa được phát hiện tại huyện Hớn Quản. Trước đó, tối 26 tháng 12, tổ công tác khi tuần tra trên tuyến đường liên xã thuộc xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã phát hiện xe ô tô tải biển số 93H00210 lưu thông theo hướng từ huyện Hớn Quản đi huyện Phú Riềng có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành dừng xe kiểm tra. Tài xế điều khiển xe tải là Kiều Văn Hậu, 37 tuổi, trú huyện Phú Riềng. Kiểm tra trên xe phát hiện có 10 con heo, tổng trọng lượng hơn 1.000 kg. Trong đó có 2 con đã chết, những con khác da tím tái, không vận động được. Tổ công tác đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, Phòng Nông nghiệp huyện Hớn Quản và chính quyền địa phương lấy mẫu bệnh phẩm và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số heo nêu trên. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc cùng phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp tục với chuyện qua chuyện này, mời quý vị cùng đến với không gian công viên Biên Hùng, nơi sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa Đồng Nai vào lúc 18 giờ 30 phút tối nay. Mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất để chào đón ngày hội lớn của người dân vùng đất Biên Hòa Đồng Nai.
Sự kiện trọng đại này đã nhận được sự quan tâm lớn từ người dân trên toàn thành phố. Lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng cùng các chương trình nghệ thuật đặc sắc, trong đó tiết mục đầu tiên khai thác một phần sân khấu dưới nước, tái hiện nhắc nhớ lại hình ảnh những đoàn người xuôi thuyền theo dòng sông Đồng Nai đến khai mở vùng đất Biên Hòa Đồng Nai và khép lại bằng màn bắn pháo sáng nghệ thuật. Con thấy ở đây kỷ niệm 325 năm thành phố Biên Hòa thì con thấy ở đây có nhiều hoạt động, có các khu vui chơi, khu ăn uống để con có thể đi với gia đình, bạn bè. Con rất là phấn khởi, con thấy vui tham gia nhiều hoạt động. Để buổi lễ diễn ra an toàn, công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được thành phố chú trọng, gồm công tác chốt đảm bảo an ninh trật tự, phương án phân luồng giao thông từ xa, phương án phòng chống cháy nổ, phương án thông tin liên lạc, máy bộ đàm. Bên tôi đã triển khai là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công dân đến khu vực Biên Hùng để vui chơi dự lễ kỷ niệm 325 năm vui vẻ và an toàn hết chứ có thể, đảm bảo cho trật tự an toàn trên địa bàn. Thì ban chỉ huy cũng phân công là một tổ đi tuần tra xung quanh buổi lễ để tránh kẻ gian đột nhập móc túi gây thiệt hại cho người dân. Đặc biệt tại buổi lễ vào tối nay sẽ diễn ra lễ công nhận lễ hội chùa Ông là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Với sự tham gia tích cực của các cơ quan đơn vị nhân dân trên địa bàn thành phố, hoạt động lễ kỷ niệm 325 năm hình thành vùng đất Biên Hòa Đồng Nai sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, qua đó tạo khí thế vui tươi, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa vừa cho biết sẽ tạm đóng 1/4 tuyến đường khu vực công viên Biên Hùng vào chiều ngày hôm nay để phục vụ sự kiện chào mừng kỷ niệm 325 năm Biên Hòa Đồng Nai. Cụ thể, thành phố Biên Hòa sẽ cấm các loại phương tiện lưu thông từ 17h30 đến 22h hôm nay. Tại đường 30 tháng 4 hướng từ ngã tư Vườn Mít về công viên Biên Hùng và hướng vòng xoay Ủy ban nhân dân tỉnh về công viên Biên Hùng. Đường Hà Huy Giáp hướng từ ngã tư giao đường Võ Thị Sáu về công viên Biên Hùng. Đường Hưng Đạo Vương hướng từ ngã ba Thành về công viên Biên Hùng, hướng ga Biên Hòa về công viên Biên Hùng. Đường Trịnh Hoài Đức hướng từ nhà thờ Tinh Lành về công viên Biên Hùng. Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa cho biết sau thời gian trên các phương tiện lưu thông bình thường. Vâng, thưa quý vị, để chuẩn bị đón Tết, thời điểm này thì những người lính lữ đoàn 434 quân đoàn 4 vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa tích cực gieo trồng, chăm sóc hoa Tết, ươm những mầm xanh. Để có được vườn hoa như ý là cả một quá trình kỳ công, từ việc chuẩn bị đất để ươm trồng đã được đơn vị tiến hành từ sớm, phơi đất để diệt mầm sâu bọ, xác định các loài hoa trồng phù hợp với điều kiện khí hậu miền Đông Nam Bộ. Khó nhất là việc canh thời gian xuống giống và chăm sóc, bởi mỗi loại có chu kỳ ra hoa khác nhau, nhưng điều này không làm khó được những nghệ nhân trồng hoa mặc áo lính. Khi được tự tay chăm sóc các loại hoa, cắt tỉa, nhìn chúng lớn lên từng ngày và đẹp hơn, bản thân tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi. Thông qua việc trồng, chăm sóc cảnh quan và hoa chuẩn bị cho ngày Tết, chúng tôi cảm nhận được không khí đầm ấm, vui tươi của ngày Tết Nguyên Đán. Hàng năm đơn vị đều tự ươm trồng các loài hoa đón Tết, vì thế cán bộ chiến sĩ đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm. Việc này cũng giúp đơn vị tiết kiệm được kinh phí, tạo niềm vui, sự trải nghiệm mới cho bộ đội. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ tự tay làm đẹp từng góc nhỏ trong khuôn viên đơn vị. Nhờ công sức và sự khéo léo của bộ đội, khuôn viên doanh trại trở nên rực rỡ, sẵn sàng chào đón mùa xuân với niềm tin thắng lợi mới. Chỉ huy lữ đoàn đã tập trung vào chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong toàn lữ đoàn tổ chức gieo trồng và chăm bón cái hoa tươi, cảnh quan môi trường thật đẹp để phục vụ cho bộ đội đón Tết. Đặc biệt là cái đó chính cái phục vụ cái đời sống tinh thần của bộ đội là cái quan trọng. Và với cái khẩu hiệu của Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn đó là tất cả vì chiến sĩ thân yêu, cho nên hướng tất cả các hoạt động Tết và các hoạt động các ngày lễ ngày Tết đều hướng về bộ đội. Việc xây dựng cảnh quan môi trường nói chung và trồng hoa Tết là một tiêu chí quan trọng trong hoạt động thi đua của lữ đoàn, thể hiện tình cảm trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ. Với sự chăm sóc tỉ mỉ, những chậu hoa sẽ khoe sắc tỏa hương trong dịp Xuân Giáp Thìn 2024, qua đó tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Câu chuyện về giáo dục, thưa quý vị, từ một trò chơi game online bằng những kiến thức hóa học đã học được và tìm hiểu thêm thông qua nhiều kênh khác nhau. Phạm Bạch Đăng Khoa, học sinh lớp 11B1 trường Trung học Phổ thông Thống nhất A, huyện Trảng Bom đã thiết kế game hỗ trợ học tập bộ môn hóa học. Với phương pháp vừa học vừa chơi đã giúp cho nhiều học sinh hứng thú với bộ môn mà nhiều em cho là khá khô khan này. Mời quý vị cùng gặp gỡ nhà thiết kế game trong phóng sự sau. Bản mở rộng Game Jacob Chess Mystery hỗ trợ học sinh tìm hiểu và học hỏi môn hóa theo phương pháp đổi mới là tên dự án mà Phạm Bạch Đăng Khoa đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để thiết kế. Thực tế với chương trình hiện nay yêu cầu khả năng tự học, tự tìm tòi cao. Tuy nhiên không phải học sinh nào cũng có khả năng này, hoặc nếu có cũng không biết bắt đầu từ đâu. Để giúp các bạn giải quyết bài toán này, với lợi thế học giỏi bộ môn hóa, sau một lần trải nghiệm game Minecraft, Khoa đã có ý tưởng thiết kế game học hóa trên nền tảng này. Tận dụng Minecraft với đồ họa khối vuông tạo cho người chơi cảm giác mới lạ. Trên các khối này, Khoa đã lồng ghép công thức hóa học giúp người chơi có thể dễ dàng nắm bắt. Ngoài ra, Khoa còn đưa vào các thí nghiệm mô phỏng mà các bạn chưa thể thực nghiệm được ở trường. Qua đó, giúp người chơi hiểu bài sâu hơn về những kiến thức đã được học. Em hoàn toàn tin tưởng và cũng như là tự tin rằng là con game của em có thể mang đến hoàn toàn những cái kiến thức mà nhà trường dạy và đưa vào trong con game và đưa nó với dưới dạng là những cái kiến thức rất là thú vị, sinh động, trực quan thông qua những cái thí nghiệm phản ứng hóa học cũng như là các chất, các vật phẩm mà có trong game. Đối với là học sinh á, thì về căn bản là họ cần một trải nghiệm mới, họ cần một trải nghiệm mà qua đó họ có thể hứng thú hơn, chủ động hơn trong học tập, thì game nó là một trong những cái nền tảng như vậy. Với tính sáng tạo và mới lạ, bản mở rộng game Jacob Chemistry sau khi được trải nghiệm, nhiều học sinh cảm thấy thích thú hơn với bộ môn hóa học. Thay vì phải đối mặt với hàng trăm công thức, phương trình hóa học khô khan trên tập sách, thì nay được học qua game, việc tiếp thu bài mang lại hiệu quả hơn rất nhiều. Đây là một phần mềm rất là hữu ích khi mà có thể giúp cho mọi người học tập được tốt hơn khi mà đối với những hợp chất hóa học hoặc là phản ứng hóa học, thì học qua các phương trình được viết trên bảng thì mọi người có thể sẽ khó hình dung, nhưng mà khi nó được trình bày trực quan và một cách tổng quan trên game thì nó có thể là giúp cho mọi người hiểu được một cách rõ ràng hơn về các phản ứng nó xảy ra như thế nào và các hiện tượng xảy ra. Với mong muốn giúp các bạn học bộ môn hóa một cách thú vị và hiệu quả nhất, chàng nam sinh này đang hoàn thiện và ấp ủ sẽ tiếp tục tạo thêm một số khối chức năng như hệ thống thành tựu, hệ thống cân bằng hóa học, tính năng thể hiện các phản ứng trong dung dịch, để bản mở rộng game Jacob Chemistry thực sự là bạn đồng hành của nhiều người trong học tập. Luật khám bệnh chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ 1/1/2024. Đáng chú ý, người trên 75 tuổi sẽ được ưu tiên khi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế thay vì phải đủ 80 tuổi như quy định trước đây. Cụ thể, ưu tiên khám bệnh chữa bệnh đối với trường hợp người bệnh trong tình trạng cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người từ đủ 75 tuổi trở lên. Luật cũng bổ sung quy định ưu tiên ngân sách nhà nước khám chữa bệnh cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đang sống ở biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, người bị các bệnh tâm thần, phong, bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhóm B. Tin thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, riêng khu Tây Bắc 10 đến 13 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Ngày và đêm nay ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Miền Đông đêm và sáng sớm trời se lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Riêng miền Đông có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Hôm nay thời tiết tại 4 địa phương của Đồng Nai gồm thành phố Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Long Thành và Nhân Trạch trời nhiều mây, ngày không mưa. 7 địa phương còn lại có mưa rào, độ ẩm dao động từ 62 đến 73%. Có gió nam và đông bắc đông cấp 1, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C, bằng mức nhiệt hôm qua.
Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự v.v., quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.